Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin ngày mùng 3 Tết Đinh Dậu. Thưa quý vị, dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 này thì bên cạnh đường Hoa Nguyễn Huệ quận 1 hay đường Hoa Phú Mỹ Hưng ở quận 7, người dân thành phố Hồ Chí Minh còn có thêm một điểm vui chơi thưởng lãm hoa Tết, đó là đường hoa trong khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Với đặc thù là đường hoa dành cho người công nhân và người dân các quận huyện vùng ven, đường hoa khu công nghiệp Hiệp Phước không đơn thuần là góp thêm một điểm du xuân ngày Tết mà phần nào còn thể hiện định hướng xây dựng một thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh hiện đại và nghĩa tình. Không có những công trường thi công rộng lớn, thiếu sự xuất hiện của những nhãn hàng tài trợ và thưa hẳn khách tham quan qua lại so với đường hoa Nguyễn Huệ. Đường hoa trong khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè thầm lặng khoác lên mình vẻ đẹp mộc mạc như những hàng dừa nước của khu Nam Sài Gòn ngày nào. Tất bật trong buổi lễ khai mạc đường hoa, ông Vương Hữu Mẫn, tổng giám đốc công ty cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước, chia sẻ rất thật về nỗi trăn trở của doanh nghiệp khi quyết định xây dựng nên đường hoa Tết đầu tiên trong khu công nghiệp. Bởi vì những người công nhân thì họ phải chăm lo sản xuất, rồi đến dịp là họ phải lo về quê, thì những cái thời gian mà để họ đi thưởng ngoạn đường hoa Nguyễn Huệ vân vân thì cũng rất là khó cái việc này. Từ những cái suy nghĩ như vậy, chúng tôi cũng đã đề xuất các cấp lãnh đạo và cũng đồng ý, đặc biệt là huyện Nhà Bè hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong công tác tổ chức cái đường hoa cho công nhân khu công nghiệp Hiệp Phước và đặc biệt là cho bà con huyện Nhà Bè cũng như cho bà con lân cận như khu Cần Duộc, quận 7, quận 8 vân vân. Ông Bùi Hòa An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè, cũng chính là trưởng ban tổ chức Hội Hoa Xuân và đường hoa trong khu công nghiệp Hiệp Phước. Ông An cho biết, huyện nhận được đề xuất ý tưởng xây dựng đường hoa vào khoảng giữa năm 2016. Lúc ấy, địa phương cũng rất vui vì có đơn vị doanh nghiệp muốn hỗ trợ thành phố tạo thêm không gian vui chơi, giải trí tinh thần ngày Tết cho người dân ở huyện vùng ven. Tuy nhiên, do lần đầu tổ chức, cộng thêm thời gian khá gấp gáp, nên chính đơn vị tổ chức cũng gặp không ít lúng túng. Chúng ta muốn rằng sớm tổ chức sớm để tại vì ở đây là khu công nghiệp, do đó người công nhân sẽ có điều kiện thưởng lãm trước khi về quê. Nhưng mà do cái điều kiện là chúng ta phụ thuộc vào các nhà vườn ở các tỉnh miền Tây, cái thời điểm này chưa phải là cái điểm thời điểm hoa ra nhiều, cho nên phải một vài ngày tới chúng ta mới hoàn chỉnh được. Và các nhà tài trợ, các doanh nghiệp có quan tâm tới công việc này thì họ chưa thật sự chú tâm, nhưng mà tôi hy vọng rằng qua cái hiệu ứng của cái lần tổ chức này thì sẽ được sự quan tâm nhiều hơn, qua đó cái điều kiện thưởng lãm bà con nó sẽ tốt hơn. Nhưng cái khó nhất có lẽ chính là ý tưởng thiết kế thi công đường hoa, làm sao để thể hiện được một phần cái hồn của đường hoa Nguyễn Huệ nhưng vẫn có những nét riêng của huyện Nhà Bè, và quan trọng nhất là phải phù hợp với điều kiện kinh phí sẵn có. Cuối cùng sản phẩm cũng được ra đời với sự tư vấn thiết kế và thi công của chính đơn vị thiết kế đường hoa Nguyễn Huệ. Theo đó, đường hoa mang chủ đề Xuân Sum Họp với các thiết kế mang ý nghĩa mùa vàng bội thu, gia đình sum họp. Phần đại cảnh cũng có mô hình gia đình nhà gà, linh vật của năm Đinh Dậu được thiết kế tinh tế, mang lời chúc hạnh phúc sum vầy cho cả năm. Dọc hai bên đường là những thúng chất đầy hoa mang ý nghĩa mùa vàng bội thu, sum túc. Ngoài ra, hình ảnh vó câu, quán lá bên đường, hàng dừa nước trên bến dưới thuyền cũng được lồng ghép mang phần nào hơi thở của vùng đất phương Nam từ thời khẩn hoang, chỉ còn thấp thoáng thấy được ở những góc quê của huyện Nhà Bè. Đặc biệt, nếu như đường hoa Nguyễn Huệ hay đường hoa Phú Mỹ Hưng được đặt cạnh một hệ thống các dịch vụ tiện ích sẵn có, người dân sau khi thưởng ngoạn chụp hình ở đường hoa có thể cùng bạn bè, gia đình uống cà phê, ăn tối, xem phim hoặc tham quan các điểm vui chơi khác trong thành phố. Thì do đặc thù nằm trong khu công nghiệp, đường hoa Hiệp Phước lại không thừa hưởng được những tiện ích này. Nhìn thấy điều này, ban tổ chức cũng đã khéo léo mang một thành phố thu nhỏ với nhiều điểm giải trí lồng ghép vào đường hoa Hiệp Phước. Dọc theo cung đường hoa còn có hội chợ trưng bày, mua các loại cây cảnh, hoa kiển ngày Tết, hội chợ hoa xuân và hội chợ thương mại với sự tham gia của hơn 90 gian hàng. Hội thi chưng mâm ngũ quả và cắm hoa xuân, ngày hội bánh tét cũng sẽ được tổ chức ngay trên cung đường này nhằm tạo thêm nhiều điểm vui chơi, giải trí cho người thưởng ngoạn. Nhờ đó, ngay trong ngày khai mạc, đường hoa Hiệp Phước đã thu hút được hàng ngàn lượt người dân địa phương đến tham quan. Nói chung là năm nào tổ chức gì thì dân đây cũng thấy vui lắm. Tại vì mới giờ này mà người ta thấy đông rồi, có thể là ngày mai mốt còn đông thêm nữa. Thì ví dụ mà có đi thì cũng đi lên về dài trên Nguyễn Huệ hoặc là bên quận 7, bên ngay chỗ cái gì ta, Phú Mỹ Hưng đó. Lâu lâu vậy như là có đi thì chồng chở đi, chứ như về hai mẹ con thì ít đi, gần đây thì mới dám chở con đi thôi, chứ đó là mình xa xôi quá đi cũng tiện, ít đi lắm. Giống như là năm thì chắc cũng có được đi lần thôi, còn đây giờ có thì chắc ví dụ tối tối vậy mẹ con chở đi lên đây chơi thì tham quan cũng tiện.
khu vực vậy mà mình có được như vậy là mình thấy mình cũng hạnh phúc rồi đó. Cũng cần nói thêm rằng, không chỉ là một huyện vùng ven, từ lâu Nhà Bè cũng gắn liền với hai chữ nhà nghèo. Do đất đai bị nhiễm phèn, nhiễm mặn nên đa phần diện tích đất của Nhà Bè trước đây phó mặc cho cây bần, cây dừa nước, đặc biệt là tại xã Hiệp Phước. Mãi cho đến khi thành phố có chủ trương xây dựng khu công nghiệp Hiệp Phước để di dời các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp ra khỏi trung tâm thành phố, Nhà Bè mới bắt đầu có được luồng sinh khí mới. Từ một vùng đất 3-0, không đường, không điện, không nước đã dần hình thành nên một khu công nghiệp hiện đại, năng suất lao động cao và đầy đủ tiện ích đáp ứng cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp và nhu cầu sống của người lao động. Đến nay, khu công nghiệp Hiệp Phước đã có 163 dự án, đến từ 153 nhà đầu tư với hơn 8.000 công nhân đang làm việc và sinh sống. Và cũng nhờ hệ thống hạ tầng phát triển, ngày càng có nhiều người tìm đến định cư, lập nghiệp tại huyện Nhà Bè. Đặc biệt, khoảng 2 năm gần đây, các chung cư cao cấp, nhà liền kề, biệt thự phố xuất hiện ngày càng dày dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ, trục đường chính nối liền khu công nghiệp Hiệp Phước với trung tâm thành phố. Những dự án này tạo nên một diện mạo rất mới cho huyện Nhà Bè. Tuy nhiên, với phần lớn người dân bản xứ thì thu nhập vẫn thuộc nhóm thấp của thành phố. Do đó, trong khâu tổ chức và bố trí phục vụ du khách, ban tổ chức luôn chú ý chăm chút và chu đáo sao cho đường hoa không bị mang tiếng là đường hoa của nhà nghèo. Việc chăm chút, việc xử lý và việc tổ chức của chúng tôi và cố gắng làm cái gì tốt nhất trong khả năng của chúng tôi. Và chúng tôi coi cái người công nhân cũng như là mình, họ cũng giống như mình, cũng lao động và mình cũng lao động. Và xã hội phân công mỗi người một góc độ và họ cũng được quyền hưởng giống như mình. Thì tôi tin rằng khi bà con, khi tham quan đường này, người công nhân khu công nghiệp Hiệp Phước tham quan hưởng ngoạn cái đường hoa của khu công nghiệp Hiệp Phước thì họ sẽ cảm thấy rằng rất là được tinh tế, được cố gắng. Tuy nhiên đây là cái lần đầu tiên công ty chúng tôi tổ chức nên việc sai sót hoặc là thiếu sót cũng không tránh khỏi. Thì chúng tôi nếu được thì chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, mong bà con thông cảm và chúng tôi sẽ cố gắng rút kinh nghiệm để trong năm tiếp theo chúng tôi tổ chức được chu đáo hơn, trọn vẹn hơn. Trước những nỗ lực và tấm lòng của đơn vị tổ chức đường hoa Hiệp Phước, thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban đã có những lời cảm kích chân thành và mong muốn các quận huyện có vùng ven khác cũng sẽ có những đường hoa tương tự. Tôi mong muốn rằng là trong thời gian tới thì mô hình này sẽ được nhân rộng thêm ở các quận huyện, đặc biệt là những nơi có đông công nhân không có điều kiện về quê đón Tết. Thì đây cũng là một trong những mô hình để phục vụ cho người dân mình vui xuân đón Tết. Và mô hình này rất là hay. Tôi rất là trân trọng và rất là cảm kích trước cái tình cảm mà của ban quản lý của khu công nghiệp Hiệp Phước đã dành cho người dân thành phố, cũng người dân huyện Nhà Bè cũng như là các anh chị em công nhân đang công tác tại đây. Với những hiệu ứng tốt trong năm đầu tiên tổ chức, khu công nghiệp Hiệp Phước và huyện Nhà Bè đã đưa ra lời hứa sẽ duy trì hoạt động của đường hoa Hiệp Phước vào mỗi dịp xuân sang. Đặc biệt, sau mỗi năm, đơn vị tổ chức sẽ họp lắng nghe ý kiến góp ý của người dân và rút kinh nghiệm bổ sung những hoạt động mới sao cho đường hoa khu công nghiệp Hiệp Phước có thể trở thành điểm du xuân mới cho người dân và du khách. Phần cuối cùng của bản tin đặc biệt ngày hôm nay, mời quý vị đến với câu chuyện thú vị sau đây. Nhìn lại những bước chuyển mình trong lịch sử thông qua những con tem.